Ngon lắm. Sắp 20 tháng 10 rồi, các bạn đã chuẩn bị quà gì tặng mẹ chưa? Mình thì không bỏ sót một dịp nào đâu ạ. Nhưng mà thường ấy thì mình hay mua túi sách này, rồi quần áo để tặng mẹ. Nhưng mà mẹ mình thì thường ít dùng lắm, lại còn bảo là mua làm gì cho phí ra. Chính vì thế mà 20 tháng 10 năm nay thì mình quyết định đổi gió, tặng mẹ sản phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe vừa thiết thực lại rất là tốt nữa. Và mình sẽ tặng mẹ, cùng mẹ dùng thử và mọi người sẽ xem là có phù hợp với cái sản phẩm healthy này không nhá. Mẹ ơi, nhân ngày 20 tháng 10 con có món quà tặng mẹ nè. Chúc mẹ luôn mạnh khỏe, bình an và là chỗ dựa mãi cho con cháu ạ. Sao cứ bày vẽ thế, lần nào cũng tặng mẹ mẹ đã dùng hết đâu. Thế các con cháu cứ nhớ đến mẹ là mẹ vui rồi. Thế đã đến ngày 20 tháng 10 đâu mà tặng sớm thế? Mua xong là con phải mang sang ngay cho nóng chứ. Năm nay con mua đồ đơn giản thôi, cả bố cả mẹ đều dùng được đó ạ. Mẹ mở ra xem thử đi. Cảm ơn con, thế con mua cái gì mà hộp đẹp thế? Trong này có cái gì đấy? Dạ, đây là thành công nước ngũ cốc Huslim, có đông trùng hạ thảo đó mẹ ạ. Sản phẩm này này thì vừa bổ sung dinh dưỡng lại rất là tốt cho sức khỏe mà không sợ bị tăng cân. Chứ bây giờ ông bà có tuổi rồi mà sợ béo mà những ăn thì không tốt đâu ạ. Mẹ không hay ăn các loại bánh kẹo như này lắm, thấy có ngọt lắm không con? Mẹ ơi, con bảo này, thành công nước ngũ cốc này không sợ béo đâu mà cũng không hề ngọt đâu ạ. Thành công nước này là từ công gạo lứt mà người ta hay ăn để giảm cân đó mẹ đó. Và cái sản phẩm này thì con ăn hết mấy hộp thành công nước ngũ cốc của Huslim đó ạ. Mẹ ơi, cái hộp này nhá thì người ta cho thêm đông trùng hạ thảo nữa, giúp bổ sung thêm dinh dưỡng rất là tốt cho sức khỏe đó. Cho nên là mẹ yên tâm và con ăn thì không hề thấy ngọt đâu. Mẹ có thể bóc ra và ăn thử luôn nhá. Sản phẩm chính hãng và chất lượng uy tín thì có tem này nè. Vâng, tem xác thực này. Đó, tem rất là uy tín và chính hãng, nên là yên tâm nha mẹ. Ê, đúng chưa? Trong này thì có rất là nhiều gói nhỏ, rất là tiện lợi đấy mẹ ạ. Cứ mỗi một bữa thì mẹ có thể ăn một món như thế này. Đây mẹ thử chút đi, xem có hợp không nha. Đây mẹ thử tí xem nào. Cũng dễ ăn lắm, ngon lắm con ạ. Mẹ có thích không ạ? Thích lắm, mẹ thích ăn loại này lắm. Ngon lắm con ạ. Chắc bố con cũng còn thích hơn mẹ. Nhân ngày 20 tháng 10 thì con chúc mẹ luôn vui vẻ nha. Nhiều những cái sản phẩm hỗ trợ giảm cân, nhưng mà mình thì lại rất thích và ưng cái khoanh cơm nước ngũ cốc của Huslim này vì hương vị thơm ngon và tác dụng tốt cho sức khỏe. Đặc biệt là phiên bản mới có thêm đông trùng hạ thảo, mà đông trùng hạ thảo thì vốn nổi tiếng với cái tên gọi là vua của loại thuốc bổ rồi nha các bạn. Và cái công dụng tuyệt vời mà sản phẩm khoanh cơm nước Huslim mang lại cho sức khỏe của chúng ta cũng như là người dùng thì phải kể đến như là duy trì nguồn dinh dưỡng và năng lượng cần thiết mỗi ngày cho cơ thể, cung cấp các vitamin và khoáng chất thiếu hụt trong cái bữa ăn hàng ngày để thay thế cho các cái món ăn vặt không tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó thì còn giúp hỗ trợ giảm cân này, rồi giữ dáng an toàn hiệu quả, hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch, tiểu đường và huyết áp nữa nha mọi người. Thêm một cái điểm ưu việt nữa đó chính là có tác dụng cân đối dinh dưỡng mỗi ngày cho người dùng, tránh cái cơ thể bị là quá nhiều năng lượng trong cái bữa ăn, và đặc biệt là duy trì cái cảm giác no lâu, ức chế sự thèm ăn ở cái người dùng. Mọi người biết không, bên cạnh đó thì sản phẩm còn bổ sung dưỡng chất tự nhiên như là sản phẩm phù hợp với những người ăn kiêng này, giảm cân này, giảm mỡ này, rồi người tập gym hay là chơi thể thao và vận động mạnh ạ, thì cũng rất là phù hợp nha. Sản phẩm này thì không những là dùng được cho người trẻ mà còn rất phù hợp và rất là tốt cho bố mẹ ông bà của chúng ta nữa đó. Mỗi buổi sáng mà chúng ta chỉ cần ăn thưởng thức một thanh ạ. Vâng, đây thanh cơm nước ngũ cốc, và mỗi sáng chúng ta chỉ cần thưởng thức một thanh này thôi và thêm một ly sữa thì đã thấy no và tràn đầy năng lượng rồi ạ. Trong hộp này thì sẽ có 20 gói nhỏ rất là tiện lợi như thế này nha mọi người. Bây giờ thì mình cũng phải thưởng thức ngay đây, nhìn thèm quá rồi. Mọi người thấy chưa ạ? Thơm quá. Thanh gạo nứt là rất là ngon ạ. Sản phẩm giòn và thơm ngon, mình rất là thích. Bình thường thì mình vẫn ăn vào buổi sáng, những cái lúc mà trước khi đi tập này hoặc là sau khi đi tập về
Đây thực sự là một cái sản phẩm rất là thiết yếu, thiết thực và tốt cho sức khỏe đó mọi người ạ. Đặc biệt là sắp đến ngày lễ thì đây sản phẩm này xứng đáng là một cái món quà rất là ý nghĩa và tuyệt vời cho sức khỏe của người thân này cũng như là bạn bè của chúng ta đó nha. Chúc cho tất cả mọi người luôn vui khỏe, xinh đẹp bên người thân yêu của mình ạ. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.